Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Trong tập 228 của Đấu La Đại Lục, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc tiến lên tạo ra sức ép với quân đội trên Vô Hồn Đế Quốc xuống màn bố mẹ nè. Chuyển sang tập 229 của Đấu La Đại Lục, năm tên phò la của Vô Hồn Đế Quốc đang đứng trên tường thành. Họ đã xin Hồ Liệt Na đưa ra phương án đánh Thiên Đấu Đế Quốc. Hồ Liệt Na vẫn chưa hành động gì hết mà cho mọi người quan sát. Đường Tam đã di chuyển đến gần thành Gia Long Quan bật 9 hồn hoàn Lam Ngân Thảo lên. Hắn dùng chân trái kỹ năng Tà Ma Hộ Kình và Tam sau khi cũng bắn một luồng ánh sáng phá nát cửa thành Gia Long Quan. Hồ Liệt Na trên tường thành ra lệnh cho quân đội Vô Hồn Đế Quốc bắn cung tên vào quân đội Thiên Đấu. Ngoài ra, Hồ Liệt Na cho 5 trưởng lão Phong Đô La dẫn 100 hồn sư cấp bậc 70 hồn thánh ngăn Đường Tam. Nhưng cả 5 Phong Đô La đều sợ chết trước cây phóng lợn của Tam Cỏ Đường Tam. Cầu gai Đấu La xin thánh nữ Hồ Liệt Na hãy phòng thủ thành. Trở lại với Đường Tam đã phá nát 4 cửa thành. Tuyết Băng Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc cho Qua Long Nguyên Soái hành động. Qua Long cầm kiếm chỉ huy 200.000 quân đội tiến lên. Kiếm Đấu La Trần Tâm cầm cây Thất Sắt Kiếm phóng to phối hợp tạo ra một đường đi vào thành Gia Long Quan. Ông đã chém ra 13 đường kiếm. Hiện tại Kiếm Đấu La đang thở vì mệt. Đường Tam đã dùng sức mạnh hải thần điều khiển nước ở gần thành Gia Long Quan về phía hồn sư quân đội Vô Hồn Đế Quốc. Cuối cùng Đường Tam chỉ huy anh em liên giết. Hồ Liệt Na cho quân đội Vô Hồn Đế Quốc lên phòng thủ thành. Lúc này 5 phò la của Vô Hồn Điện đứng bên cạnh Hồ Liệt Na đã bật vô hồn. Nhưng không ai dám đi lên chiến đấu với Đường Tam. Đến ngay cả Hồ Liệt Na ra lệnh cũng không được. Bibi Đông dù đang bị thương không thể ra sân. Cô đã lết ra tường thành cho 5 phò la ra tay. Độc Cô Bác lại solo với cầu gai Đô La. Kiếm Đô La và Cô Đô La được chữ anh Vinh bút mỗi người đánh 2 phò la. Đâu Bạch, Áo Tư Tạp, Bang Tuấn, Phan Đức, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh hay một số người khác cũng lên. Khi Chữ Hình Vinh Bút SP phụ trợ, Đường Tam và Đại Sư đối chiến với Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na. Hiện tại Đại Sư và Bỉ Bỉ Đông nói chuyện sơ qua. Vì sao Bỉ Bỉ Đông làm ra những chuyện này? Bỉ Bỉ Đông giải thích tất cả là vì Đại Sư. Do gia tộc Lam Điện Bá Vương Long khinh thường Đại Sư. Đại Sư đã chửi Bỉ Bỉ Đông bị điên thần kinh dám phải đinh. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không quan tâm gì hết. Đời cô chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc sẽ cho Đại Sư làm vua. Thì Hồ Liệt Na vẫn cố gắng bảo vệ Bỉ Bỉ Đông trước Đường Tam. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông với kinh nghiệm tình trường của mình, cô phát hiện Hồ Liệt Na cũng yêu Đường Tam. Hồ Liệt Na nghe vậy không từ chối mà khóc. Trở lại với Đường Tam thấy Hồ Liệt Na lụy tình với mình. Hắn cho Hồ Liệt Na sang một bên tối quân được ăn cơm. Chứ hắn không muốn giết Hồ Liệt Na đâu. Mục đích chỉ đắp chiếu Bỉ Bỉ Đông. Hồ Liệt Na vẫn không nghe Đường Tam. Cô nguyện lấy mạng của mình xin Đường Tam tha cho sư phụ Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam phi đến cầm Tam so kích đánh bay Hồ Liệt Na sang một bên ngã dập mông. Sau đó hắn cầm Tam so kích đâm thẳng vào Bỉ Bỉ Đông. Cảm ơn anh em đã xem hết video.